Nhân sĩ võ lâm đi lại trên giang hồ, có mấy người muốn bản thân mình phải an hành đâu. Thành ra họ càng chăm chỉ luyện tập trò võ thật giỏi, để mình mới chính là người đi bán hành cho kẻ khác. Tuy nhiên đời không phải là mơ, núi cao còn có núi cao hơn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có kẻ ăn hành vì thua về võ công, nhưng có những kẻ võ công cao cường lại bị ăn hành vì những lý do trời ơi đặt hỡi. Những cao thủ nếm nhiều mùi hành trong kiếm dùng là những ai? Hôm nay mọi người hãy cùng Đình Phong trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Anh em đã từng nghe qua câu Lệnh Hồ Xung có kiếm là thiên hạ vô địch, còn không kiếm chẳng khác gì thằng ăn hại đại khai chưa. Chưa hết, Xung được coi là kẻ vô dụng nếu phải đấu với đàn bà, chính xác hơn là Nhạc Linh San. Còn nhớ trong lần đại hội ngũ nhạc kiếm phái, chàng ta đấu với tiểu sư muội, cả hai dùng kiếm ôn lại chuyện xưa, bao nhiêu kỷ niệm cứ dồn dập tràn về. Xung tự trách mình không muốn làm xấu mặt sàn muội, chàng lạ người lên một cái la lên: Hằng Sơn kiếm pháp tuyệt diệu. Lệnh Hồ Xung làm như người cố né tránh, mà thực ra chàng đã đưa mình để đón lấy mũi kiếm. Bỗng nghe chát một tiếng vang, thanh trường kiếm xuyên trúng bả vai Lệnh Hồ Xung. Chàng oại mình đi một cái, thanh trường kiếm cắm người chàng xuống đất như đóng đinh. Biến cố ấy xảy ra một cách quá đột ngột, khiến quần hùng bật tiếng la hoảng rồi đứng thộn mặt ra. Biết bao tiếng chửi đồng ở phía sau: Mẹ thằng ngu, ôi thằng dại gái, gặp Nhạc Linh San đã oẳng, đằng này gặp Á Bà Bà, Xung cũng bị hành cho sống dở chết dở. Kim Dung mô tả Á Bà Bà luôn thay đổi chiêu thức, ngón tay của mụ lúc đưa lên lúc đâm xuống cực kỳ màu lẹ. Chiêu thức của mụ rất cổ quái, coi như mụ đàn bà nhà quê đánh lộn với người khác, nhưng nó lại vừa hiểm độc vừa màu lẹ. Chỉ trong mấy chiêu, mụ đã bức cho Lệnh Hồ Xung phải thoái lui hoài. Thêm một lát nữa, cả sau lưng trước ngực, đầu cổ mấy nơi huyệt đạo đều bị điểm trúng, thế là toàn thân chàng nhũn ra không cử động được nữa. Á Bà Bà vẫn chưa dừng tay, mụ quay tít người Lệnh Hồ Xung như một cây lưu tinh chùy, còn dọa cắt chim của chàng, thực là nhục như con chó nục. Tử Ân mang danh kém ngũ tuyệt một tí, nhưng quả thực mức độ thể hiện của lão hơi bị nghèo nàn. Trong bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung mô tả Cầu Thiên Nhẫn bị Chu Bà Thông ép tới mức gần cốt rã rời, vừa nhục nhã lại vừa căm hờn, nghĩ thầm mình là bang chủ một đại bang trong võ lâm mà lại bị ăn hành thế này, chỉ mong tìm tự tử cho yên thân. Sang đến bộ truyện Thân Điêu Hiệp Lữ, lúc này Tử Ân đã xuất gia đi tu, làm đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư Tự Nam Đế. Thế nhưng tính tình hung hăng của lão thì vẫn chưa trừ bỏ được. Dương quá thấy trò đánh thầy, bực quá vác Huyền Thiết Trọng Kiếm ra dạy dỗ. Gió bấc ù ù, tuyết dày chưa ngừng rơi, cuộc ác đấu của hai người vẫn tiếp diễn. Tử Ân vừa gầm gừ vừa tung thiết trưởng, đấu hơn trăm chiêu, cảm thấy kinh lực của đối phương không ngừng gia tăng, dần dần chống đỡ không nổi. Dương quá cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm đè xuống vai phải như gánh nặng ngàn cân, y không chịu nổi nữa, khuỵu ngay xuống đất. Mũi kiếm của Dương quá chĩa ngay vào ngực, giữa mũi kiếm tuy không nhọn nhưng lực đạo quá lớn, ép cho xương ngực của lão dập xuống, khiến cho lão thở ra chứ không hít vào được. Lúc này Tử Ân vụt thoáng trong đầu một chữ chết, chẳng biết là do lão quá cùi hay là do Dương quá lúc này quá mạnh đầy. Mộ Dung Phục là nhân vật tham dự nhiều party nhất Thiên Long Bát Bộ, chuyện gì cũng thấy có mặt. Trước khi xuất hiện thì như rồng như phượng, xuất hiện rồi thì không khác gì đống bị thịt. Còn nhớ ở trên núi Thiếu Thất, Phục đánh ông bố nuôi của Dự Gà, chàng ta nổi điên quá to: Sao dám đấm cha ta? Thế rồi nội lực cuồn cuộn tuôn chảy, cùng một lúc thiếu thương thương dương, trung xung qua xung, thiếu xung thiếu trạch lục mạch kiếm pháp tung hoành múa may, tùy tâm ứng thủ như có thần nhập vào. Chẳng mấy chốc kiếm khí của Đoàn Dự đã đâm thủng vòng vây, mũ của Mộ Dung Phục cũng bị cắt đứt, tóc xóa tung ra trông thật thảm hại.
tại Mãn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Phục cùng bốn gia thần vây đánh anh què Đoàn Diên Khánh, mà lại bị lão dùng thực lực đánh ngã phòng bà ác, không thể nào ngăn trở được. Về sau thấy Khánh không có con trai, liền nhận ông bố nuôi, cùng nhau chu diệt họ Đoàn. Đoàn Dự sau khi thoát khỏi dây chói, bật lăng ba quẩy tưng bừng. Kim Dung mô tả y càng gấp gáp, lại càng thêm hổ thẹn. Thấy Đoàn Dự không chịu gỡ tấm vải che mặt ra, lại tưởng chàng cố tình bỡn cợt, không coi mình ra gì. Nhưng y có biết đâu Đoàn Dự vội quá, nên đâm ra hổ đồ. Y nghĩ thầm, đến một người bịt mặt mà ta cũng không thắng nổi, thì còn mặt mũi nào sống thừa ở trên đời. Quả nhiên không lâu sau đó, khi anh gà bỏ khăn ra, chỉ trong vài chiêu, kiếm khí đã trúng vai Mộ Dung Phục. Y biết rằng chỉ lưu lại giây lát sẽ bị Đoàn Dự giết ngay, kêu giống lên phóng qua cửa sổ chạy như bay như biến. Kim Luân Pha Phương xứng đáng là một trong những nhân vật ngậm hành nhiều nhất trong Kim Dung. Đây là một con hàng cứng, làm nền cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ tỏa sáng. Còn nhớ thủa xưa sau khi đoạt chức minh chủ Võ Lâm, Quá Nữ, hai người lại tiếp tục đụng độ với Luân. Lúc thấy võ công của lão ghê va cờ đỏ, thành ra hơi khiếp sợ. Nhưng khi phát hiện xong kiếm hợp bích, Quá Ư công hiệu đã liên tục sử ra. Kim Dung mô tả Kim Luân Pha Phương thấy kiếm chiêu của hai người càng lúc càng quái dị, phối hợp với nhau, bổ quyết cho nhau, vô cùng nhuần nhuyễn lợi hại. Lão càng đấu càng kinh hãi nghĩ thầm, Võ Lâm rộng lớn, quả nhiên là có nhiều nhân tài. Ôi, ta khác gì ếch ngồi đáy giếng, dám coi thường anh hùng thiên hạ. Lão càng lúc càng đúng thế, bại tượng đã rõ ràng, phải chạy như bay như biến. Đến lần thứ hai, tại Trùng Dương Cung, lần này không có Dương Quá, nhưng Tiểu Long Nữ hai tay hai kiếm. Sau một hồi quần đả, Ni Ma Tinh đứng ngoài cảm thấy mặt hơi rát. Hắn kinh ngạc, thấy có giọt máu bắn tới mặt Doãn Khắc Tây, mới biết rằng giữa hai người kịch đấu đã có một người bị thương. Lát sau thì tấm áo trắng của Tiểu Long Nữ cũng lấm tấm các giọt máu, trông như những đóa hoa đào vẽ trên lụa trắng. Ni Ma Tinh mừng rỡ reo lên, Tiểu yêu nữ bị thương rồi. Kiếm quang loáng lên hai lần, Pha Vương khẽ rên rỉ. Tiêu Tương Tử lại lùng nói, không đâu, là Đại Hòa Thượng bị thương đó. Ni Ma Tinh nghĩ thầm, đệ nhất quốc sư gì mà yếu thế, mang tiếng nội ngoại công đăng phong tạo cực, đúng là chỉ có hư danh. Đến lần thứ ba, Luân lại mang Long Tượng tầng 10 ra khẻ thiên hạ, ai dè trúng trường của Dương Quá. Dương Quá tuy không mang binh khí, nhưng không hề đúng thế. Thấy trường pháp của Quá càng lúc càng biến ảo, đấu thêm trăm hiệp nữa, lão ta sẽ bị chàng chế ngự. Trong cơn nguy cấp, liên này ra độc kế chơi bẩn, thật là nhục nhã không sao kể xiết. Trương Vô Kỵ có lẽ là nhân vật chính bị bại trận nhiều nhất trong Kim Dung, và người tặng hành cho Võ Lâm chí tôn nhiều nhất không phải ai khác mà chính là Chu Chỉ Nhược. Còn nhớ năm xưa trên đỉnh Quảng Minh, Trương Vô Kỵ võ công khuynh đảo quần hùng, dùng chính càn khôn đại na di đoạt được ỷ thiên kiếm từ Diệt Tuyệt Sử Thái. Chàng quay ngược thanh kiếm nói với Chu Chỉ Nhược, Chu cô nương, bảo kiếm xin giao lại cho quý phái. Diệt Tuyệt ăn no hành, nghẹn cả cổ họng, căm tức quát lên, Chỉ Nhược, đâm cho nó một kiếm chết mẹ nó đi. Chu Chỉ Nhược trong phút bấn loạn, không kịp suy nghĩ, nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ mà chọc. Vô Kỵ đâu có ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình, nên không tránh né, chỉ trong nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chu Chỉ Nhược kinh hoàng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang, máu từ trên ngực chàng vọt ra như suối, bốn bên có tiếng xôn xao. Chàng giơ tay chặn vết thương, thân hình lảo đảo, thân xác thật là cổ quái, tự hồ muốn hỏi, cô nương quả thực muốn giết tôi ư? Chu Chỉ Nhược lắp bắp, không, em không có ý đó, lỗi là do anh thực chiến kém, phản ứng quá chậm mà thôi. Đến lần thứ hai,
Trương Vô Kỵ đối đầu với Phong Vân Tam Sứ. Kim Du mô tả, từ khi chàng luyện thành Can Khôn Đại Na Di tâm pháp, sau đó lại được Trương Tam Phong chỉ điểm, thêm những điều tinh diệu trong Thái Cực Quyền, đến giờ chàng chưa gặp một địch thủ nào, nay lại bị một người đàn bà đánh trúng liên tiếp. Lần sau nếu không nhờ hậu thể thần công thì e đã gãy cổ tay rồi. Chàng kinh hãi, không dám cùng địch nhân đối công, chỉ đứng yên chăm chú quan sát xem chiêu số của họ như thế nào. Đoạn rồi đôi bên lại động chân động tay. Trương Vô Kỵ trên người đã 7-8 chỗ trúng đòn, tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng làm cho nội lực suy giảm nhiều, người nóng bừng như ăn phải mì cay cấp độ 7. Đến lần thứ 3 cũng lại là Chu Chỉ Nhược ở trên núi Thiếu Thất, nàng ta đã cho chồng hờ ăn quả lừa. Trương Vô Kỵ kinh hãi không để đầu trò xiết, biết là mình đã bị ám toán. Trên ngực nghe bình một tiếng, song trường của Chu Chỉ Nhược đã đánh trúng rồi. Chàng không còn tự chủ nổi, ngã vật về phía sau, mắt tối sầm, hộc ra một ngụm máu tươi. Công Tôn Chỉ, một gã đàn ông vừa dê gái, vừa sợ vợ, lại thâm hiểm đến cùng cực. Còn nhớ sau khi Cầu Thiên Xích trở về, đã phá đi công phu bế huyệt của lão. Công Tôn Chỉ mặt như tóe lửa, vùng đao kiếm lao về phía người yêu. Công Tôn Lục Ngạc hoảng hốt, nhào tới che chắn trước mặt mẹ, chỉ cảm thấy gió rít ngang tai, tựa hồ như có ám khí bay qua. Công Tôn Chỉ rú lên một tiếng dài, mắt phải của hắn đã chảy máu ròng ròng. Hắn quay người chạy ra, hai tay vẫn nắm lấy đao kiếm. Một vệt máu tươi nhỏ xuống đất, thẳng ra ngoài cửa sảnh. Chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng xa của hắn, cuối cùng tắt lặng ngoài rừng. Mọi người trong sảnh nhìn nhau, không biết Cầu Thiên Xích đã thương Công Tôn Chỉ bằng cách nào. Chỉ có Dương Quá và Công Tôn Lục Ngạc mới biết bà ta vừa sử dụng công phu phun hạt táo. Sau khi bại trận trước vợ hụt tiểu lòng nữ, Công Tôn Chỉ điên cuồng muốn đâm một kiếm xử đẹp bà xã cho hà lòng hạ dạ. Cầu Thiên Xích lúc này đang ngồi trên đỉnh núi cạnh cái hang sâu. Công Tôn Chỉ cởi cái trường bào, cầm nơi tay phải, phất tay một cái, trường bào vươn thẳng lên trời như một cây bút. Chỉ nghe hắn cười to rồi quát: "Lão phụ ác độc kia, mụ phóng hỏa đốt sạch cơ nghiệp mấy trăm năm của tổ tiên ta, nay làm sao ta có thể tha thứ cho mụ?" Đoạn chạy về phía Cầu Thiên Xích. Bỗng nghe hắn rú lên một tiếng thật to, thân hình biến mất như bị độn thổ. Cầu Thiên Xích cười phá lên hồ hố. Tiếng cười của mụ vừa phát ra thì từ dưới đất bỗng có trường bảo vung lên, chụp lấy chiếc ghế của mụ đang ngồi mà kéo xuống. Tiếng cười của Cầu Thiên Xích biến thành tiếng rú, hòa với tiếng rú kinh hoàng của Công Tôn Chỉ từ dưới đất vọng lên. Thanh âm ấy kéo dài hồi lâu, rồi tất cả chìm vào trong cảnh tĩnh mịch hoàn toàn. Nhạc Bất Quần lúc vừa bước vào câu chuyện mang tiếng là trưởng môn nhân phái Hòa Sơn, nhưng võ công chỉ thuộc hạng tèm tèm, so với địch thủ Tả Lãnh Thiên chỉ đáng để sách dép lau giày. Còn nhớ khi xưa bọn Đào Cốc Lục Tiên lên núi Hòa Sơn đã dạy cho hai vợ chồng một bài học. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Bốn chữ vị tất đã thua há phải là chuyện dễ dàng. Vợ chồng mình địch với hai người bọn họ mới chỉ ngang tài ngang sức, nếu địch với ba người nhất định phải thua. Bọn họ năm người mà nhất tề động thổ thì chúng ta không đủ sức chống đỡ lấy nửa chiêu." Có một lần Nhạc Bất Quần gặp Điền Bá Quang, biết hắn là tên dâm tặc, liền dùng kiếm phóng ra định đâm suốt qua ngực hắn, rồi cắm xuống đất thì chẳng ngờ Bất Giới Hòa Thượng liệng hai chiếc tăng hài mà lù lực đạo ghê gớm đến thế, nhất là nhà sư sử dụng kình lực một cách xào diệu phi thường. Hai chiếc giày lơ lửng trên không quay trở lại kéo thanh trường kiếm của lão đẩy ngược lại. Đây là một tuyệt kỹ hiếm có ở đời. Nhà sư vừa la lối, vừa trị thương cho Lệnh Hổ Sung mà tổn hao nội lực. Tuy nhiên nội lực của lão vẫn cao thâm hơn Nhạc Bất Quần rất nhiều. Trong một lần đi chạy loạn, Nhạc Linh San và Lâm Bình Trì đã đánh quả lẻ, lẻn nhau hú hí ở một nơi thì bị một trong Mạc Bắc Sau Hùng tóm cổ.
Nhạc Bất Quẩn biết vậy, lập tức xông ra giao đấu. Người kia cũng biến chiêu mau lẹ phi thường. Hắn giơ ngón tay ra, búng ngay trường kiếm. Chiêu kiếm của Nhạc Bất Quẩn rất linh động, hất đứt chỏ mũ người kia xuống, để lộ cái đầu chọc lốc. Thế nhưng thanh trường kiếm của lão cũng bị gã búng cho một cái làm tê chồn cả cánh tay, mỗi lúc một đau nhức hơn. Nhạc Quân Tử phóng bộ đuổi theo thì đột nhiên trường kiếm cầm không vững, rớt ngay xuống đất. Dưới ánh trăng, lão trông năm ngón tay phải đều sưng húp lên thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.